Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với tụi mình. Studio Cao là Hoa, mình là Sơn. Hôm nay rất vui khi được hướng dẫn cho các bạn tập đầu tiên của một series hoàn toàn mới, là series tập luyện từ con số 0. Series bắt đầu từ con số 0 này dành cho tất cả những bạn nào không phân biệt nam nữ nha. Chưa bao giờ tập thể dục, chưa bao giờ tập luyện và muốn đi vào con đường tập luyện để mình có thể trở nên khỏe hơn, đẹp hơn. Hoặc là những bạn đã từng theo dõi và tập theo cái clip của tụi mình nhưng mà cảm thấy nó quá khó đi, nó quá thốn đi và không biết phải bắt đầu từ đâu, thì đây chính là series dành cho các bạn. Có một vài điều lưu ý khi mà các bạn tập ở series này, đó là mình sẽ không lấy cơ bắp là mục tiêu tập luyện. Các bạn nhớ nha, mình tập mình không lấy mục tiêu cơ bắp là động lực tập luyện. Bản chất của việc tập thể dục là mình tập cho cơ thể mình khỏe, đúng không? Mà cơ thể của mình á, cái quan trọng nhất trong cơ thể của mình chính là tim. Tim mạch các bạn phải khỏe thì các bạn mới có thể làm được những cái động tác khó hơn, mới có thể đủ sức để chơi những bài mà nó cường độ cao. Thế nên các bạn hãy nhớ, hãy luôn vận động trong cái buổi tập của mình bằng cách là nhảy dây, chạy bộ. Thì đây là hai bài tập nó xuất hiện trong phần warm up và phần cardio, mình sẽ nói là sau ha. Tất cả các cơ bắp của cơ thể thì cơ bụng, phần cơ trung tâm là phần cơ quan trọng nhất, tại vì nó đóng vai trò là thứ nhất nó là cái nhóm cơ cân bằng, nó sẽ giúp cho mình đứng thẳng nè, nó giúp cho mình những cái hoạt động hàng ngày. Thì cái điều quan trọng nhất, cái ngày đầu tiên nhất bạn đi tập, bạn không nên tập bất cứ gì khác hết á, mà mình sẽ tập bụng, mình tập cơ bụng trước để bạn tập, để bạn có thể cảm nhận tốt cơ bắp trước, sau đó là mình mới áp dụng qua những cái bài khác như là hít đất, kéo xà, vân vân. Tại vì tất cả những cái động tác hít đất, kéo xà, squat sau này á đều liên quan tới việc sử dụng cơ bụng hết. Thì cái đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn đó là tập cho cơ bụng của mình. Rồi và ở cái series này thì mình sẽ nói trong một buổi tập của bạn, bạn sẽ cần tập cái gì đầu tiên luôn. Phần đầu tiên của mình chính là warm up ha, khởi động. Các bạn hãy dành từ 5 phút tới 10 phút thực hiện một trong hai bài khởi động sau đây. Thứ nhất là nhảy dây, thứ hai là chạy bộ. Nếu bạn không có dây nhảy, các bạn có thể thực hiện công tác chạy bộ. Các bạn chạy từ 5 tới 10 phút thôi, không cần chạy nhiều ha, tại vì các bạn đang làm quen với việc tập thể dục thì vận động cơ thể chính là một cách để mình tiếp cận với thể dục ha. Hãy dành 5 tới 10 phút chạy bộ hoặc nhảy dây. Phần thứ hai là bài chính. Bài chính các bạn sẽ tập, ví dụ như hôm nay các bạn sẽ tập hoặc là sẽ tập bụng, thì lát nữa sẽ vào bài tập chính của mình. Mình tập như thế nào thì mình sẽ nói rõ hơn. Và phần thứ ba, phần thứ ba này thì nó có thể có, có thể không. Đối với những bạn đang muốn giảm cân thì phần thứ ba này chính là phần tập cardio. Tập cardio này mình muốn các bạn hãy dành 10 đến 15 phút cuối buổi tập. Ngày nào vậy nha, cuối buổi tập của mình hãy dành 10 đến 15 phút để tiếp tục tập cardio. Đó là đối với những bạn muốn giảm ký. Còn đối với những bạn mà muốn lên ký đang ốm thì các bạn có thể tùy chọn tập từ 2 tới 3 buổi trong một tuần. Và bài tập cardio này mình sẵn mình nói luôn ha, bài tập cardio này các bạn sẽ tập gì trong thời gian đầu tiên, từ 2 tới 3 tuần đầu tiên hoặc là tháng đầu tiên, các bạn cũng sẽ tập cardio bằng việc chạy bộ mà nhảy dây. Có nghĩa là mình sẽ khởi động chạy bộ nhảy dây và mình cardio cũng bằng chạy bộ nhảy dây, tuy nhiên cường độ nó sẽ nhanh hơn. Các bạn sẽ chạy bộ nhanh hơn, các bạn sẽ nhảy dây nhanh hơn và thời gian nghỉ của mình sẽ ít hơn. Nhớ nha các bạn, phần thứ ba của mình đối với những bạn muốn giảm cân thì các bạn phải chạy bộ và nhảy dây trong 10 đến 15 phút. Đối với những bạn đang muốn lên ký, các bạn hãy nên tập từ 2 tới 3 buổi trong một tuần. Nhớ nha, cardio sau cuối buổi tập ngày nào cũng vậy. Ok. Phần thứ tư là phần giãn cơ. Phần giãn cơ bắp này mình tập cho nhóm cơ nào mình sẽ giãn cơ cho nhóm cơ đó. Còn thời mình đây là cách giãn cơ, nó sẽ tăng hiệu quả của bài tập lên mức cao hơn. Nó sẽ giúp các bạn hạn chế chấn thương, nó sẽ giúp máu của bạn lưu thông nhiều hơn và cái tốt nữa nó tăng biên độ khớp ha. Đó chính là bốn phần của một buổi tập mà các bạn phải thực hiện đúng. Bây giờ mình sẽ đi tới bài chính, đó là nội dung chính của cái clip này. Mình sẽ tập bụng ha. Bài tập hôm nay mình chỉ tập xoay quanh một động tác gọi là hollow rock. Mình chỉ tập hollow rock thôi, các bạn không tập bất cứ gì khác ngoài động tác hollow rock này. Tại vì hollow rock là một động tác nền tảng và cơ bản. Khi mà các bạn nắm vững được hollow rock thì tất cả các động tác khác vô cùng dễ dàng ha. Sẽ làm cho các bạn xem hollow rock là động tác như thế nào ha. Đây, hollow rock là động tác khi mà các bạn nằm ngửa như vậy, các bạn nhấc hai chân của mình lên
Cái hai chân mình lên, đưa tay ra phía sau, đưa tay phía sau, cầm hướng về ngực, đẩy người ra. Thì khi bạn làm được như vậy mà lưng của các bạn không bị hõm, lưng các bạn không bị hõm nhưng không bị dày nè, và nó vẫn tự chặt xuống sàn, tức là lúc các bạn đã làm được hồ rồi. Thì đối với nhiều bạn, nhiều bạn đít bự nè, mình là đít lép ha, đít lép thì nó có một cái lợi thế là lưng các bạn có thể áp xuống sàn được. Tuy nhiên đối với những mình nói vậy không có nghĩa là những bạn mông bự các bạn không làm được ha. Rồi mình sẽ tập như thế nào để mình có thể làm được hồ rock. Rồi rồi bài tập nha, bạn lưu ý là ở trong bài tập này của mình á, cái mình cần lưu ý là mình sẽ luôn để lưng của mình sát với mặt sàn. Khi mà các bạn không để lưng, khi mà các bạn cảm thấy lưng của mình không còn ở dưới mặt sàn nữa, các bạn hãy nghỉ ngơi, nghỉ 3-4 phút hoặc là nhiều hơn, hoặc tới khi các bạn thấy khỏe rồi mình sẽ bắt đầu mình quay lại mình tập tiếp tục bài tập của mình ha. Bài tập của mình nó sẽ gồm một chuỗi cái bài tập liên tục với nhau luôn, làm 10 hiệp nhé. Và mình cũng nói luôn là bài tập này mình sẽ chỉ tập 2-3 ngày trong một tuần, bởi vì sau khi bạn tập xong thì cơ bụng của bạn cần có thời gian ít nhất 24 tiếng để nghỉ ngơi, và nhiều nhất 2-3 ngày lận. Tới đây các bạn tập xong cái này các bạn hãy nghỉ ngơi, và thay vào đó các bạn ngày mai, ngày mốt các bạn sẽ tập những cái bài khác trong cái series con số 0 này ha. Bye bye nhé. Vậy là mình đã vừa thành xong cho các bạn một set. Các bạn hãy lặp lại 10 set. Sau mỗi set thì các bạn nghỉ từ 1-2 phút. Bạn nào thấy mình yếu quá, nghỉ từ 3-4 phút. Bạn hãy tập cái này. Mình tập 10 set trung bình nó mất khoảng nửa tiếng tới 45 phút của các bạn ha. Còn nếu bạn nào yếu nó mất tới 1 tiếng. Thank you.
bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy đặt lại câu hỏi và để lại comment phía dưới để mình trả lời cho các bạn. Và hãy nhớ theo dõi tập tiếp theo của series tập luyện từ con số 0. Chúc các bạn tập luyện có tiến bộ và chuyển cảm hứng cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp sau.